Đồ Gót Thanh Loan xin kính chào quý khách. Ngày 18 tháng 6 năm 2017, Thanh Loan trân trọng giới thiệu video clip bức tranh đồng quê bằng gỗ vụ và một dây tranh cá chép bằng gỗ vụ. Bộ sản phẩm trên đã có chủ nhân đó chính là chú Hải, chú ở thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Và trước đây thì cô chú đã về trực tiếp được Đồ Gót Thanh Loan chúng tôi để ký duyệt bộ sản phẩm này trước một bức tranh đồng quê và một đôi tranh cá chép toàn bộ bằng gỗ vụ. Ngoài ra là còn một bộ cuốn thư câu đối, cuốn thư câu đối bằng gỗ gõ đỏ chúng tôi cũng đã hoàn thiện làm chữ giáp vàng rất chi là đẳng cấp. Chúng tôi sẽ quay sơ qua. Đây là bộ cuốn thư của chú Hải, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, rất đẹp. Ba chữ rất đi qua. Vinh và chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Bức tranh đồng quê này thì vừa rồi là cách đây được khoảng 5 phút thì Đồ Gót Thanh Loan tôi cũng vừa bốc một bức tranh như này lên xe và một chiếc đồng hồ mình cũng buôn lên xe để đi thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Xe tôi vừa xuất phát thì là đi Móng Cái thì chắc là phải đến đêm nay thì mới tới nơi được. Và bây giờ xe cũng đang còn xe, chiếc xe thứ hai này đang đợi sẵn để chuẩn bị bốc lô tranh này để đi huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết. Cái bức tranh đồng quê này nó rất quen thuộc với lối làm của Đồ Gót Thanh Loan chúng tôi rồi. Và ván nó rất chi là to, bức tranh này trước 2m6 nhưng đường nét 27, 2m57, rộng 1m27. Nó rất lớn và toàn bộ cái phần ván bên trong này là ván liền tấm được đục chạm thủ công, được kênh bong rất chi là đỉnh cao. Mẫu tranh này thì cô cũng đã giới thiệu về ý nghĩa của nó rất nhiều rồi. Hôm nay chúng tôi bây giờ cũng là 15 giờ chiều rồi nên chúng tôi phải quay nhanh gọn để bốc hàng lên xe và đi Phú Thọ và treo lắp cho gia đình nhà chú Hải không muộn mất, nên là mong quý khách thông cảm. Rất đẹp. Đây trên cá chép này. Kích thước là ngang 50 và chiều cao 1m27. Và đây là bộ cuốn thư câu đối của chú. Nó rất đẹp, được gửi rất là gần rồi. Đây là bộ cuốn thư câu đối hàng VIP. Thôi chú Bình nhớ ngả vào cái đấy cho cháu đi. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Đồ Gót Thanh Loan nằm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hai từ từ hai người cho cái cuốn thư ra đây cho anh. Cho này. Tôi chính thức là hôm nay 18 tháng 6 2017. Lần chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ 3 sản phẩm của khách hàng ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trước tiên là một bức tranh đồng quê và thứ hai là một đôi tranh cá chép, cộng với cuối cùng là một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ gõ đỏ của Lam Phi và hai bộ sản phẩm trước là bằng gỗ vụ. Bây giờ Đồ Gót Thanh Loan chúng tôi đã hoàn thiện và chuẩn bị bốc hàng lên xe và bàn giao cho gia đình nhà chú Hải ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Thanh Loan chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Bây giờ chúng tôi là đang chuẩn bị đồ nghề để cho lên xe đi bàn giao cho Phú Thọ. Và cách đây ít phút thì một chuyến cũng chở một chiếc đồng hồ cộng với một tấm tranh đồng quê mẫu y hệt như này, kích thước y hệt như này đi Cẩm Phả, Quảng Ninh, xin lỗi, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Đồ Gót Thanh Loan xin trân trọng cảm ơn quý khách. Và xin chào lại quý khách trong video clip sau. Đây là bộ cuốn thư câu đối hàng VIP.
chúng tôi câu đối mai điệu hoặc viết chữ được ghép bằng viết chì đẳng cấp. Thành Luân xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.